Chào các bạn, các cháu. Rất vui được gặp các bạn, các cháu. Hôm nay tôi trồng cây sứ con. Trải nghiệm này chia sẻ với các bạn xem cho vui nha các bạn, các cháu. Đây là những cây sứ con mà tôi đã gieo hạt đó. Nay cũng được mấy tháng rồi. 2-3 tháng gì đó. Nó cũng cao rồi. Giờ để nhổ lên cho trồng. Chia sẻ với các bạn xem cho vui. Nhổ lên trồng liền cũng được các bạn. Các bạn để ngày sau các bạn trồng cũng được. Tôi trồng liền. Nào giờ tôi trồng vậy đó. Nó vẫn phát triển tốt như thường. Đỡ mất thời gian chờ đợi. Gieo chừng 2 tháng các bạn các cháu trồng được rồi. Này tôi gieo hơn 2 tháng. Không có thời gian trồng á. Để hơi lâu. Trồng chăm sóc nó vẫn tốt như thường các bạn các cháu. Trồng để dưới bóng râm. Có ánh sáng. Có ánh nắng nhẹ, cũng mới trồng có để ánh nắng nhẹ nó mau phát triển. Chứ con gieo được 1-2 tháng là trồng không cần cắt rễ xử lý gì các bạn. Chứ tôi trồng nào giờ tôi trồng vậy đó, nó phát triển bình thường. Để tôi trồng tôi lựa mấy cây lớn tôi trồng trước. Đây là mấy cây nó lên thì lên cũng không có điều cái nào lớn là mình trồng trước, cái nhỏ mình trồng sau. Phân thì tôi cho trấu, cho dừa, vỏ trấu, phân bò. Tỷ lệ là năm tôi trồng tỷ lệ là năm cho 3 cây dừa, 1 phân bò, 1 vỏ trấu. Nào giờ tôi trồng vậy đó, nó phát triển bình thường. Bây giờ trồng thời gian khoảng 6 tháng cho tới 1 năm nó lên chặt cái chậu rồi tôi thay. Thay qua chậu lớn hơn. Để tôi trồng cho các bạn xem nha.
giá thể này tôi tưới nước cho nó ẩm mà tôi ủ nó tuần lễ. Trồng lên tôi trồng. Sứa con là trồng trong cái chậu đen nhỏ này, không cần trồng chậu lớn lắm để cho cái rễ nó ấm. Trồng để nuôi có ánh nắng nhẹ nó mau phát triển. Trồng xong nó lên chừng hơn 1 gang các bạn cắt thân đó để cho nó nhảy được. Lên khoảng hơn 1 gang là cắt cái thân đó. Cắt thân nó cắt gốc chừng 4-5 thân. Chiều lại mắt cho nó nhảy được. Nhảy được rồi các bạn tiếp tục cắt nữa để cho nhảy thêm được nữa, càng nhiều được thì sau này nó cho ra nhiều bông. Thứ này trồng 8 tháng cho tới 1 năm là nó cho bông đầu đợt đầu các bạn. Tôi trồng được một số cây sứa con để chia sẻ với các bạn các cháu xem cho vui với các bạn các cháu.
Rồi tôi video này tôi xin tạm dừng để tôi tiếp tục trồng số cây con còn lại. Rồi cảm ơn các bạn các cháu xem nha. Chào các bạn các cháu, hẹn gặp lại.